Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029. Tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Long An tổ chức lễ bàn giao nhà tình bạn tại xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa. Căn nhà tình bạn được trao cho gia đình anh Huỳnh Quốc Diệt sinh năm 1987, ngụ ấp Thôi Môi, là hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ngôi nhà có diện tích 48m², kinh phí xây dựng 80 triệu đồng, do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Long An tài trợ, thông qua sự vận động của Ban Thường vụ tỉnh đoàn. Dịp này, tỉnh đoàn, huyện đoàn, chính quyền địa phương cùng đơn vị tài trợ, trao tặng các phần quà để mừng nhà mới cho gia đình.